Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày 3 tháng 3, 2021 ạ. Hôm nay em gồm có những cái mặt hàng là như là giá sạn nha. Giá sạn là bao gồm là một cái giá, một cái lược, một cái quánh hay là một cái đàn bào này kia đó. Lộn xộn là em căng là 1,3 kg 300 ngàn nha anh chị. Cái tiên là em căng này nè. Căng này lộn xộn nha, chứ không có theo cầu đủ thứ nha. Lộn xộn có này có kia nha anh chị. Đây có đủ đồ xài nha. Đây đây cái cây gỗ gỗ đâu có rồi đây này, nước trứng nhiều lắm luôn nha. Đây nhiều lắm, 300 nha anh chị. Không có rồi, có rồi. Giá cây kìa. Cho một cặp giá cây ơi. Đây một cặp giá cây nha. Đây. Giá này rất đẹp. Mất tiêu rồi. Mất like rồi. Xin gồng ra mặt hoài. Đủ chưa, cái bà đủ chưa? Vô nữa, nhiều dữ rồi trời. Mấy cái ba ơi. Mấy ba rồi. Có cây khô chưa? Chưa. Này là cây khô bia, khô sữa. Cây này khô bia, khô sữa nha. Khô sữa. Khô sữa, khô bia đây. Cây gấp nữa là thảy mình đi. Cây gấp có rồi. Rồi. Rồi 300. Mã số 1 là ký 3 nha, 300 ngàn. Mã số 1. Rồi đưa, để đi trong cuốn hết chưa? Nè nè nè. Đưa bọc vô. Chấm làm điểm luôn rồi. Rồi tới con số 2 đó. Này. Con này. Mấy cái keo quấn lại chứ. Keo quấn lại đây. Chị Giang cho miếng keo đi ra. Đây cái đầu gấp. Đầu gấp hai cây cái gì? À bỏ đi. Cây bia. Bào nghệ. Này bào nghệ nha. Này, cái sạn trúng dính ở cái sạn này. Có này chưa, cái nhánh này chưa? Chưa. Cái một bộ này nữa nha. Đây, bộ này hai cây. Đây này. Cái đầu bút kem. Ở đây này là bộ kem. Đây mình kem đây. Lưới dớt bọt. Còn cái giá nữa, còn cái thẹn, cái thẹn. Cái thẹn ngoài. Nhận kia, nhận kia. Đó. Tôi nói bà rồi, 10 lần. Cái sạn á. Không biết đủ ký chưa nữa. Rồi đủ rồi. Con này 300 ngàn tiếp tục nha. Bánh bọc. Mã thứ hai 300 ngàn. Mã thứ hai 300 ngàn nha. Mã thứ hai 300 ngàn. Bánh bự ra. Mấy cây này, cái đánh trứng này nè, mũ. Mũ. Được, con này là được. Này bào cây nha, thầy được nha anh chị. Đây
bầu là bầu xe nhỏ và bầu xe bự nha. Bầu xe nhỏ là bên đây, bầu xe bự là ở đây nha. Tôi gấp có rồi. Cái này giá. Cái này giá nhiều. Ép chả, tay này ép chả. Chưa. Cái biên biết này, cái này là cây bằng bào nha. Ủa bào là bào trái rồi. Bào bào tay trái nha, bào bào tay trái rồi. Bào tay trái. Cây khu bia đâu? Cây bia đây nè. Đây hả? Cây khu bia đây nha. Giặt hết chưa? Chưa. Cây giặt, giặt. Chưa, còn nhiều lắm. Cái này cũng có cái cá này. Thêm cái này nha. Thêm cái này nữa. Cái đó có rồi cái gì không? Thêm cái này nha. Đủ rồi. Mã số 3. 300 ngàn tiếp tục nha anh chị. Mã số 3 300 ngàn tiếp tục. Mã số 3 300 ngàn. Nè, trên trứng. Cây cu bia con bé nè. Một cây cu bia nha. Rất là dễ thương. Cây gấp, hai cây gấp mà gấp mũ, gấp gấp này. Rồi thêm bộ này nữa. Để vô. Đây thêm cái giá lộ. Đó, trải ra mà. Rồi. Cây chẻ bánh nè kìa. Cây đó. Cây này cây cắt bánh. Cây cắt bánh nha. Cây này giết trứng. Cắt bánh. Đồ gấp kìa, đồ phui bia kìa. Đó đồ phui bia đó kìa. Đồ phui châm banh đó. Châm banh. Nha. Hả? Này gấp. Gấp cá bào, gấp kem nha. Đồ bào lượt nữa. Đồ lượt của con nha. Đồ rau củ á. Đồ rau củ. Đồ rau củ. Cái này luôn. Rau mài. Nha. Cái này rau mài gì cũng biết. Rau củ luôn. Sản quá hả? Giá không hả? Sản hả? Bởi vì em kêu lấy em ấy nè kìa. Cái sản kìa. Đây cây sạn đây, thêm cây sạn này nha. Cái cây khác. Kiếm rồi. Cái đầu cô kia. Đây, đầu rồi bào. Rồi, thứ ba. 300 ngàn nha anh chị, mã số 4, 300 ngàn. Mã số 4 300 ngàn. Nè. Cái trọng biết rồi, nước mặt ra trọng biết rồi đó rồi. Hai con gấp nữa. Cái bộ này nữa nha. Đúng này. Cái muỗng, cái muỗng. Ừ. Kể cái sạn đây kìa, cái muỗng. Thêm cái ép chả nha, cái ép chả. Đó cái sạn đó. Cái gấp nhỏ. Cái sạn. Cái sạn này bị méo rồi bà ơi. Đây đánh trứng nè. Đây cái đánh trứng.
Mở tủ ơi. Mở tủ rồi có không? Hết rồi hả? Cây này không được hả? Cây này em mang đi rồi. Đây là khui nước ngọt nha. Đây khui sữa rửa đập á. Còn gì nữa? Có đồ đây. Đây, đồ bào ghệ. Ừ. Cây dớt. Ừ, đó. Ăn cây dớt với cái giá bự nha. Cây dớt với cái giá bự. Mài chưa? Ừ, cái đồ gọt. Không, cái này phải trái xài được luôn nha. Hai bề. Cái này là hai bề. Cái này giá không được cái sạn. Đây, thêm cây sạn. Cây lỗ đâu? Lỗ lắm vậy. Lỗ hết luôn hả? Đây là góc bia. Bia có rồi. Cho đánh trứng nhỏ nha, cho đánh trứng nhỏ. Hết rồi. Rồi. Thêm cây gấp này. Nó đủ rồi. Ừ, cũng đủ rồi. Giá không hả? Ừ, giá không nhỉ. Bộ này 300 ngàn nha anh chị. Mã số 5, 300 ngàn. Mã số 5, 300 ngàn bộ này. Ừ. Lên nồi đi. Không. Này cái nguyên bọc được mà. Này. Này em bọc được nữa nha. Bộ này với cái này nha, cái này nguyên khối cây. Okay. Với cái này đánh trứng này. Với cái này có giá lỗ á. Đây cái sạn. Hết bia đâu rồi. Đây. Gấp. Nhìn cái này nha. Cây cu bia cây này. Với cây này. Được rồi. Rồi. Mã số 6. Mã số 6, 300 ngàn. Được rồi. Rồi, mã số 6, 300 ngàn. Đấy, xin chào đi. Xin chào vô. Rồi. Vô. Lên nồi. Yeah.
con nồi ủ nha anh chị. Ê dạ, cái con nồi ủ đây. Mới nay nó về lựa sẵn 15 phút quá trời. Đây con nồi ủ nha. Con nồi nồi ủ này đó 1,8 triệu, 1,8 triệu nó bao nhiêu lít chị trời? 4,5 lít. Con này 4,5 lít nha, 1,8 triệu, 4,5 lít. Đây lòng trong. Đây lòng trong nè, lòng trong chị về nhà rửa lại nha. Đây, ở trong nó rất đẹp. Anh chị nấu á, ban ngày anh chị ủ vô là cả ngày uống, ăn không nguội luôn nha. Con này 4,5 lít. Đây, dê ba anh luôn. Con này là 1,8 triệu. 4,5 lít, mã số 7. Mã số 7, 1,8 triệu. 4,5 lít. Trời ơi, giá hút tiêu rồi. Đây con này giống nãy luôn nha, 1,8 triệu luôn nha. Con này 4,5 lít. Đây. Nồi trong ok. Này, ở trong con này còn đẹp. Đẹp con nãy. Con này 1 kg nha. Đây, là 1 kg. Trong ngoài rất đẹp luôn. Này con mã số 8, 1,8 triệu. 4,5 lít nha. Mã số 8, 1,8 triệu. Lựa nồi, lựa mấy cái muỗng xạ mà giá xạ mà tới 15 phút nha. Con này là 3 lít. Ừ, con này 3 lít nha. Đây rất là đẹp. Đây rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây. Đây. Anh dây ba. Con mã số 9. 1,6 triệu, 3 lít. 1,6 triệu, 3 lít. Đây mã số 9, 1,6 triệu. Cái con này cũng 3 lít, 1,6 triệu tiếp tục nha anh chị. Đây. Đây, rất là đẹp, ở trong rất là đẹp luôn nha. Con này cũng vậy, con ở trong này cũng rất là đẹp. Như in cho ba luôn nha anh chị. Đây đít nó rất là đẹp. Mã số 10. Mã số 10, 1,6 triệu, 3 lít. 1,6 triệu, 3 lít. Con này 8 lít hả? Ừ, dám rồi. Con này 8 lít hả trời? Con đó hả? Ừ. Cái con này nha, con áp suất này. Áp suất này là áp suất nhôm. Đây nhôm. 7 lít. Con này 7 lít nha. Đây trông rất là đẹp luôn. Anh chị thấy không? Cầm viết nếu mà vậy. Cầm viết với quẹt với gì. Rồi áp suất 7 lít. Đây gòn nó còn ok nha anh chị. Em bao đủ đồ thôi chứ không bao gòn nha.
con này nhôm rất là đẹp, hoành tráng luôn. 1,2 triệu. 1,2 triệu 7 lít. Con này nào cũng ngon. Con này là nhôm nguyên khối. Con này nhôm nguyên khối. Trâu nguyên khối, nó nặng như con trâu vậy đó. Đây cái lồng hấp nó đây, nó thấy chưa đẹp mất chỉ. Con này 8 lít lần hả? Con này sao 8 lít được ta? Con kia 7 lít, con này 8 lít. À. Lại đít hả? 8 lít đúng rồi. 8 lít. Con này 1 triệu nha. Trời ơi, gài cũng gài sai nữa, mà hai nè. Đây, con này là 1 triệu. Con này 8 lít nha, nhâm nguyên khối luôn đó. 1 triệu, 8 lít. Số 12. Nói cho bà Khi mình ơi, mình luôn. Ỉa luôn. Con này bao nhiêu? Con này... Mà mở sao trời. Ai? Gì nè, sao trời? Chưa. Rồi. Đó, dặn qua. Dặn qua, đó cái gòn của nó nè anh chị. Hai cái gòn nó nè. Gòn nó đãi rớt gòn ra luôn hả? Nó đãi ở đây đúng rồi, em ơi. Không tào lao rồi, tào lao thấy không? Tay gãi đẩy ở đây đúng rồi, tự nhiên cái lấy ga của người ta đó, để mới đẩy vô. Sai rồi đây nè, rồi nút luôn rồi nằm nè, kiếm cái nút quá nè. Ừ. À, vậy đâu phải nè. Đó. Đó. Vô rồi đó. Con này bao nhiêu lít? 3 lít. 3 lít. Ha. Con này mấy lít ai biết đâu. Con này 2 lít rưỡi đi. Con này 2 lít rưỡi, 500 rưỡi nha anh chị, mã số 13. Bán nó sức mở không hết giờ. Con 2 lít rưỡi. 500 rưỡi nha anh chị, mã số 13. Ấy giờ bà con 3 lít mới đúng, còn 2 lít rưỡi đây nè. Ủa sao bà chị 3 lít? Con 3 lít đó chồng ơi. Rụng đầy. Mệt lắm luôn đó. Mỗi lần mở cái áp suất thôi là đổ mồ hôi hột. Mấy tiếng đồng hồ. Rồi. Con này 2 lít rưỡi. Rất là đẹp luôn nha. Gòn của nó đây. Đây. Con này là 2 lít rưỡi. Con này hãng của Rota. Năm trăm rưỡi. Con này là mã số 14. Mã số 4 550. 2 lít rưỡi. Đây 14. 550 nè. Cái con này nha, con này nhận lên mở ra nha anh chị. Nằm rửa dở rồi.
đi rửa dở ra dơ quá. Ở đây cái con này đây, con này là bao nhiêu lít đây, bao nhiêu lít không biết luôn, để em coi coi con này bao nhiêu lít. Con này chắc 5 lít, con này 5 lít không gì á anh chị, con này mấy lít vậy ta, sao là ta không có chỗ mà để coi lít luôn á. Đầu tiên là cái chảo không à. Đây. Con này mã số 15, mã số 15 800.000. Mã số 15 800.000. 800.000. Con này 6 lít. Con này 6 lít nha. Mã số 15. Cái cây kéo của tôi đâu rồi? Cái kéo ở đây đâu chị Gia? Kéo hả? Rồi có rồi. Kéo kéo nữa. Con này bán số 15 800.000. Đi cây đi. Đấy, có cái cây viết xanh rồi. Anh xài rồi. Đây cái con này. Con này là 4,5 lít. Con này 4,5 lít. Đây, trông rất đẹp luôn nha. Con này 4,5 lít nha anh chị. Đây. Bên em bao đủ đồ nha chứ không bao gòn nha. Con này 2 đáy, con này đít này 2 đáy nha. Con này dùng từ được hay sao ấy. Con này mã số 16, 650, 650, 650, 4,5 lít nha anh chị, 4,5 lít. Con này mã số 17, 600.000. 600.000, 5 lít. 600.000 đi chưa? Ngao 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 à, quấn gì à. 5 lít chưa? Nè. Còn con này là 4,5 lít. Con này 4,5 lít. Quá trời quá đắt rồi. Con này 2 đáy nữa nha. Con này đít. Cái đít của nó 2 đáy. Con này made in châu Á luôn, châu Âu luôn. Con là con châu Âu nè, rất là êm. Con này 4,5 lít, 4,5 lít, 750 nha anh chị. Con này 4,5 lít, 750 nha. 4,5 lít, 750. Máy nó thì là bỏ như dạng cam không chị? Máy ai? Nè. Quá trời nắng rồi.
này là 2,5 lít, con này 2,5 lít nha anh chị. Đây. Cái gì? Không có hả? Không có, cải đi. Phải không, coi kỹ cái gì. Ai bỏ nó đi, nó sao đâu. Hay gòn nè. Con này 2,5 lít. Con này 2,5 lít. Con này là 500 ngàn, 2,5 lít. Mã số 20 nha. Cầm đâu tại. Đây con này 220, mã số 20, 500 rưỡi, 2,5 lít. Nên cái con nồi dùm cái đây. Cái con nồi dùm đây. Ta sắp lên nè. Chưa nó nữa. Đây, em có bộ này nè, bộ này nghĩ sao mua rồi nó bị lỗi. Thì trước tiên người ta nói là lỡ lỗi cho chỗ này rồi, cái đồ cái gì nữa. Đồ này đồ cái gì nữa, đồ cái gì. Con này ta yếm chết rồi, đồ cái gì vậy. Con này quá đẹp luôn nha. Con này mã số 21, 350 á. Mã số 21, 350. Không. Uống gì không, là trà xanh nha. Cái gì không, là uống rồi. Uống trà xanh. Không. Không gì ấy đâu, không trời. Đây mã số 21, 350 nha anh chị. Đây. Hiểu không? À, hỏi đi đi. Đây cái này. Con này. Quánh 150. Cũng là đường kính đường dị trên trời. Chán không? 800g, quên, quay mấy cái kia quen rồi đó. Cái 19,5. 19,5 rồi, sâu lồng của nó là 10. Con này dùng từ được nha anh chị. Con này mã số 22, 150. 150, mã số 22. Nè. Rồi tới con này. Con này 150 luôn. Lỗi nhẹ bán 150 luôn. Con này nó nặng 800g. Đường kính của nó 22. Cái lồng của nó là 9,5, dùng từ được nha anh chị. Đây là mã số 23, 150. 23, 150. Nè. Trời ơi, con này quá trời đẹp luôn đây. Không dùng từ được nha anh chị. Con này đường kính, con này nặng của nó là 1 kg nha. Rồi 1 kg. Đường kính của nó là 20. Sâu lồng của nó là 9. Con này mã số 24, 250. 24, 250 nha anh chị. 24, 250. Nè. Đây bỏ đi. Con này 1 kg nữa nha. Con này đường kính của nó là 22. Sâu lồng của nó 11. Mã số 25, 250 nha anh chị. Mã số 25, 250. Cái gì? Từ. Mấy con này là từ hết rồi. Mệt. Lấy giùm cái con này ơi. Con cao cao giùm nó coi. Ừ con cao đó. Ừ.
có trái ớt luôn nè, ai căng ai ăn ớt hơn ký đẩy vô căng ký luôn. Ờ đẩy cho vợ đi. Đây cái con này. Thấy cái đó giùm luôn đi. Ừ. Con này. Được rồi. Không không, khỏi lấy cái đó đi. Cái con này nha. Con này nặng của nó là 1,2 kg. Đường kính của nó là 21. À sao lòng của nó là 20. Con này mã số 26, con này là 350. Con này 350 nha. Con này 350. 26 350. Dùng từ được nha. Con đó anh chị nấu trà anh chị đãi vô rồi rất là ok. Hai tới con này, con cá chảo rất đẹp. Wow wow. Con này của Âu luôn nha. Rất là đẹp luôn. Không dùng từ được không nữa, hết cái rồi. Hay dùng từ. Con này là ký mốt. Ký mốt. Đừng. Đường kính của nó là 26,5. Đường kính 26,5. Sau lòng của nó là 7 nha. Mã số 27. Mã số 27 350 à. Mã số 27 350. Con này rất là đẹp. Mã số 27 350. Bảy hàng cái gì? Mở bảy hàng hả? Đây con này dùng từ được nha anh chị. Con này dùng từ được. Đây dùng từ được. Con này nặng của nó là 800 gram. Hỏi ghi nặng đi nha. Đường kính của nó là 27. Sau lòng và chẹt của nó luôn là 6 nha. Cái độ cao của nó là 6 luôn. Đúng rồi, 6. Mã số 28, con này bị vàng nhẹ nha, con này nha anh chị. Coi dục từ được. Con này là 250. 250 nha, mã số 28 250. Dán vô giùm cái coi. Cái con này dùng từ được đó anh chị. Ở ngoài của nó rất là đẹp. Đây, ở ngoài nó rất là đẹp luôn nha, dùng từ được. Mà bị vàng cái này thôi. Vàng nhưng mà nó không chốc nha, rất là ok luôn nha. Chứ nói chung là con này đẹp. Con này 800 ngàn. À, mã số 29 con này 200 ngàn nha. Tại vì nó bị quá trời vàng rồi nên em bớt lại 200 ngàn nha. Mã số 29 200 ngàn. Đường kính của nó là 26,5. Sau lòng của nó là 6. 200. Dán lại từ. Con này là không từ nha. Con này không từ mà vàng nhẹ. Con này nè anh chị mua về mà nấu mỡ á, hay này kia làm bánh á, con này ok nha. Con này nặng tới 1 ký lần nha. À, đường kính của nó là 29 luôn. Cao và sau lòng của nó tới 8 lần nha. Mã số 30 con này là 250. Mã số 30 con này 250. Tại vì nó bự. Đây con mã số 30 250. Không từ thì sẽ đãi. Tới con quay. Con quay rất là láng lừ luôn. Con quay rất là đẹp luôn nha. Không dùng từ được nha. Con quay không dùng từ được. Đường kính của nó là 27. Cao và sau lòng của nó là 6,5. Mã số 31 250. 31 250 nha anh chị. 31 250. À, cái con này con Pháp không dùng từ được nha. Đây. Con Pháp không dùng từ được. Pháp không dùng từ được nha. Nó nặng 900 gram nha. Đường kính của nó là 27. À, cao của nó là 5,5. 32 250 à. 32 250.
Không dùng từ nha. Tháo ra. Con này không dùng từ được nha. Con này lỗi do nó bị vàng trong này tí nha. Nó nặng 800g, đường kính của nó là 29. Cao và sâu lọng của nó là 8 nha. Mã số 33 250. 33 250. Nè. Cái con này, con này là không dùng từ được nha. Nặng 700g. Đường kính của nó là 29. Sâu và cao của nó là 6 nha. 34. Con này 200.000. 200.000 không dùng từ nha. Không dùng từ. Cái con này. Con này không dùng từ luôn nha anh chị. Con này nặng của nó là 800g, đường kính của nó 29. Cao và sâu lồng của nó luôn đó là 9 nha. Con này mã số 35, 200.000. Bây giờ nhẹ ở trong nha. Đây, nên lại mắc lỗi 200.000. Con này chày à. Cái đít nó vậy nè. Không dùng từ được nha. Con này 700g. Đường kính của nó là 26,5. Cao và sâu lồng của nó là 7. Mã số 36. 150 à, 150. Con này rất là đẹp luôn. Không dùng từ luôn nha. Con này nặng 800g tiếp tục nha anh chị. Con này đường kính của nó là 28. Sâu lồng của nó là 6,5 luôn nha. Đây, con này vàng nhẹ trong này vậy nè. Con này là mã số 37, 250. Mã số 37, 250. 37, 250 nha anh chị. Đây. Con này Pháp nha. Con này Pháp. Không tai, Pháp không tai còn rất là đẹp. Con này đường kính của nó là 28. Cao của nó luôn là 6. Nặng 700g nha. Con này là 250. Con này là 250 Pháp, không dùng từ nha. Không tai. Bay luôn rồi. Cái con này nha. Con này nha. Không dùng từ nha. Con này nặng 800g. Đường kính của nó là 28,5. Cao và độ dày của nó là 6,5 nha. Con này là 150. Con này 150 nha anh chị, mã số 39, 150. Con này dùng từ được nha anh chị. Con này dùng từ được nha. Đây, dùng từ được nha. Con này từ nha anh chị. Nặng của nó tới 1,1 kg lần nha. Đường kính của nó là 28,5. Cao của nó là 6 luôn nha. Đây, lòng trong nó bị vàng đây nha. Nên là em bán lỗi. Đây, vàng nhẹ em đây nha. Bán lỗi. Con này mã số 40. 250 à. 250. 250. Số 40. Rồi tới con này. Nhôm nha anh chị, con này nhôm. Nặng của nó 600g, đường kính của nó là 26,5. Sâu lồng của nó là 5,5 nha. 41, con này 150 à. Con này 150, 41 không dùng từ nha.
Đây. Con này dùng từ được nha. Con này dùng từ được. Không. À, con này là đường kính nó 27, sâu lòng của nó là 6 nha. Con này là 250 dùng từ được nha anh chị. Ớt làm sao ăn? Nặng của nó là 700-800 gram. Ổ nào ớt hết trơn. Đi lên dẫn luôn anh đi. Mấy con này. Con này dùng từ được nha. Con này dùng từ được. Con này nặng của nó là 800 gram, đường kính của nó là 27, sâu lòng của nó là 6,5. Đây vàng nhẹ trong lòng nha. Vàng nhẹ trong lòng nhưng là độ cái độ bền của nó rất là êm luôn, nó có bong chóc nha. Bao nhiêu số rồi? 43. Con này là 200.000. Dùng từ được nha. 200.000 43 dùng từ được nhưng mà nó bị lỗi cháy trong đó nhiều nên là em với lại chày chỗ này nên là em giảm nha. Tải đi. Cái con này nha. Con này không dùng từ nha. Con này không dùng từ. Gì? Cuốn này hồi tao quánh ổng con cuốn này. Cân nặng nó 800 gram, đường kính của nó là 29. Sâu độ lòng của nó là 8 nha. Con này là 44-200 ngàn. 44-200 ngàn. 44-200 ngàn. Thế con này không dùng từ được nha. Con này còn rất là đẹp. Đây, ở trong lòng trong còn rất là đẹp. Con này nặng của nó là 600 gram, đường kính của nó là 27, sâu lòng của nó là 6,5. 200.000 mã số 45. 45 200 ngàn. 45 200 ngàn. Con này của Pháp mà không dùng từ nha, không từ nha. Con này của Pháp không dùng từ. Con này trông rất là đẹp. Đây. Con này rất là đẹp. Đường kính của nó là 29, sâu lòng của nó là 8. Con này 250. 250. Nè. Ủa đường kính nó chưa? Chết rồi quá. Còn con này nặng của nó là 800 gram, dùng từ được nha. Con này dùng từ được. Cháy nhẹ trong này. Cháy nhẹ trong này nha, rồi chày chụa nha. Chày chụa nha. Đây. Cháy nhẹ trong này dùng từ được. Con này 47. 200 ngàn. Cái con này dùng từ được luôn nha, dùng từ được luôn. Con này nặng của nó tới 1 ký luôn, đường kính của nó là 29, sâu lòng của nó là 6 luôn nha. Đây cháy nhẹ trong lòng đây. Con này 48-200 ngàn ạ. 48-200 ngàn. Em kết thúc video tại đây nha, hẹn chị vào ngày mai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.